Tỉnh Bắc Ninh vào tháng 9 năm 2022, một người đàn ông đã ra đi mãi mãi sau cơn cuồng nộ của kẻ sát nhân. Cơn mưa rào trút xuống khiến nạn nhân chết một cách tức tưởi. Trên con đường sâu hun hút ngoài bãi sông, Huy và Phượng đang tán tỉnh nhau. Cả hai vô cùng thoải mãn sau cuộc mây mưa nồng nhiệt. Họ không hay biết có một người đàn ông tên Minh đang theo dõi. Minh rất tức giận và căm phẫn khi nhìn thấy Huy và Phượng thân mật. Phải chăng Minh ghen tức với tình yêu của Huy và Phượng hay còn lý do nào khác? Anh cũng bảo thích đúng không? Minh dõi theo từng bước chân của Huy và Phượng. Quá căm phẫn, Minh quyết định lao đến đánh Huy. Huy nhìn thấy Minh, liền ba chân bốn cẳng chạy trốn. Thấy vậy, Minh càng điên hơn. Phượng hoang mang nhưng vẫn phải giải thích và can ngăn. Hóa ra Phượng là người yêu của Minh, còn Huy chính là kẻ chen chân vào mối quan hệ này. Mày dám qua mặt tao, mày gian díu với thằng đấy à? Không ạ. Lừa cho mày cái gì? Không ạ. Mà mày dám lừa tao? Không ạ. Không, em chỉ đi chơi một lúc thôi. Để nguôi ngoai cơn giận của người yêu, Phượng hứa sẽ không qua lại với Huy và một lòng chung thủy. Minh tạm tin người yêu lần này, đồng thời nguôi ngoai dần cơn tức giận trong lòng. Chính mồm mày hứa đấy nha. Nếu mày còn qua lại với thằng đấy thì đừng có trách tao. Vâng ạ. Em không qua lại nữa. Xin lỗi anh. Nhận được thông tin có vụ án mạng khiến một người tử vong trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh lập tức vào cuộc. Cùng với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh xuống hiện trường điều tra. Xác định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn nên các điều tra viên đã tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Đặc biệt là các mâu thuẫn nợ nần, làm ăn, tình ái. Tìm nhân chứng, người biết việc, trích xuất các camera của nhà dân dọc bên đường. Tuy nhiên không có camera nào ghi được hình ảnh nạn nhân bị sát hại. Do nạn nhân bị sát hại ở khu vực vắng vẻ nên nhân chứng cũng không biết gì cụ thể. Chỉ nhìn thấy có một người đàn ông đi ra từ nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Qua rà soát các mối quan hệ, những người làm việc cùng anh Huy đều cho biết nạn nhân là người hiền lành tử tế, không rượu chè cờ bạc, cũng không nợ nần ai. Chính vì vậy, lực lượng chức năng chuyển hướng tập trung nghiên cứu về các quan hệ tình cảm của nạn nhân. Minh vốn là người ít học, quê ở xã miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa. Năm 2020, theo bạn bè giới thiệu, Minh ra Bắc Ninh để làm ăn. Thời gian đầu Minh làm cho một doanh nghiệp làm đúc sắt, sau đó đi lái xe tải, lái taxi để kiếm tiền nuôi con. Trải qua nhiều công việc khác nhau, Minh vẫn không tìm được nơi làm việc với thu nhập ổn định. Tiền, lúc nào không tiền. Bây giờ muốn có tiền ý, thì tôi phải đi làm xa thì mới có tiền. Quá bất lực và túng quẫn trước các khoản chi tiêu trong gia đình, vợ và Minh đã xảy ra mâu thuẫn. Từ tiền học cho con Minh cũng không có khả năng chi trả. Bây giờ ấy, cô muốn tôi đi làm ý, cô phải đưa tiền cho tôi thì tôi mới đi làm được chứ. Đưa tiền đóng học cho con tôi còn chưa có đây này. Thì bây giờ lên tôi lấy tiền đóng học cho anh. Mày có đi hồn đi không? Bây giờ ấy, muốn tao đi làm ấy thì phải có tiền đưa cho tao, tao mới đi làm được. Bây giờ tôi đi làm cố hết canh rồi, cố gắng hết sức rồi, bây giờ không có. Hồi vợ ra đây, anh bảo. Bảo gì? Thôi, chán ghét cô vợ suốt ngày đòi tiền. Vợ cứ bình tĩnh. Minh hạ mình cầu vợ khẩn sang vợ ông bà, cho mình đi làm ăn rồi xa. Rồi cô chú anh chị bên đấy sẽ đại thành công. Hỏi vay xem có để không. Để gia đình có cuộc sống sung túc. Vay được ý, tôi đi làm tôi gửi về cho hai mẹ con ở nhà. Không tôi đón cả hai mẹ con lên trên đấy ở với tôi luôn. Nhưng mà bây giờ ông bà cũng không có. Mà anh chị em cũng nghèo khó làm gì có tiền. Thôi, bây giờ mình cứ cố sang hỏi vay bạn bè xem sao. Bạn bè bây giờ ai cũng khó khăn. Bây giờ vay chúng nó không có cho vay đâu. Thôi thì cứ cố hỏi đi, đã hỏi đâu mà biết.
quay được thì sau vợ chồng mình ấy, làm ăn được thì sướng, tôi đưa cả hai mẹ con đến đấy có phải sướng không? Thôi được rồi, yeah. Tôi đi hỏi xem sao. Tin lời chồng, vợ Minh đồng ý chạy vậy khắp nơi, vay tiền cho chồng chi chút làm ăn. Minh sau khi lột sạch từng đồng bạc lẻ của vợ con ở quê đã nhanh chóng trốn đến sống chung với người tình là Phượng. Minh đưa khoản tiền lớn cho Phượng coi như tình phí. Anh ta dốc hết sức chăm bẵm cho Phượng, son phấn, quần áo. Phượng tiêu tiền không phải nghĩ và cũng không mất công sức lao động gì. Cứ hết tiền là Minh lại đốc thúc vợ con gửi tiền để nuôi Phượng. Cô nhân tình Phượng nghiễm nhiên ăn sung mặc sướng. Đi ra đi! Minh ơi! Đi ra! Anh bảo! Kiểm tra lại tài khoản đi. Chưa gì thì đã. Thế á, để em xem. Sao? Em nhận rồi, đáng yêu đấy. Ngồi đây. Thế bây giờ xuống, nằm xuống, nằm xuống. Làm gì? Nằm xuống. Thôi. Từ từ bỏ ra. Sao? Bây giờ anh phải đi có chút việc tối nha. Không. Không, mình đánh chồng lại đi. Anh đi là ăn tối nha. Không, bỏ lại mẹ anh. À quên, anh lấy cái điện thoại. Em bảo đây. Không bằng lòng với việc Minh chỉ chu cấp tiền, Phượng bày mưu tính kế mớm lời cho Minh, bỏ vợ dọn đến ở hẳn với mình. Dẫu cho Minh toàn tâm toàn ý, Phượng vẫn thấy không thỏa mãn. Nhanh lên đấy. Rồi. Ôi, lâu lắm nó không đến với em đấy nhá. Khi Minh vắng mặt lập tức đây, trèo kéo quan hệ thêm này với những người đàn ông khác. Chớ trêu thay, Minh phát hiện ra Phượng đã có người khác. Minh bị sốc và thất vọng về Phượng, nhưng vẫn lẳng lặng bỏ qua mà không hề phát giác, chọn tin Phượng thêm lần nữa. Minh đi làm về, một lần nữa lại bắt gặp Phượng đang ôm điện thoại nhắn tin tằng tịu với người đàn ông khác. Nhìn người phụ nữ lâu nay mình che chở phản bội lại tình cảm, Minh uất nghẹn nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh về bao giờ đấy? Anh vừa mới về. Sao nay về sớm thế? Chờ anh xíu, anh xử lý chút công việc. Em biết ta tại sao ấy. Hôm nay anh về sớm không? Thì chắc là làm không sớm chứ gì. Mình làm cái đi. Úi giời ơi. Nào từ từ nào. Từ từ bẩn. Không. Này, em đi toilet. Làm luôn đi. Em đi toilet đã. Từ đợi em một xíu. Thái độ không dứt khoát này của Minh khiến Phượng càng có nhiều cơ hội yêu đương với người đàn ông khác. Minh một mặt vẫn thân mật và quan hệ với Phượng, mặt khác
nuôi nỗi hận ngày càng lớn với Phượng. Ánh mắt của Minh sắc lẹm như toan tính hàng trăm ngàn mưu kế để vạch mặt Phượng. Làm gì đấy? Đây. Từ tin nhắn điện thoại của Phượng tối hôm trước, Minh đã đọc hết và biết trước được Phượng và Huy hẹn nhau quan hệ. Minh trở về và phát hiện mọi việc. Nhưng với bản tính thâm trầm của mình, Minh lặng lẽ giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, cố tình tạo ra tiếng động cảnh báo cho Phượng và Huy. Minh, nhưng Phượng không biết mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Minh. Minh gửi tín hiệu cảnh báo Phượng qua lời nói, nhưng Phượng vẫn u mê trong dục vọng. Minh phát hiện ra Huy chính là người cặp kè với Phượng. Minh quyết định gọi điện dàn mặt Huy bắt chấm dứt mối quan hệ với Phượng. Tuy nhiên, Huy quá ngang tàng và bày tỏ thái độ không hợp tác. Chính vì vậy càng khiến cơn cuồng ghen trong Minh bộc phát. Minh liệu có bỏ qua mọi chuyện, nhịn nhục để Phượng cắm sừng? Hay đánh ghen giải quyết mọi chuyện? Minh hẹn gặp để giải quyết mọi chuyện như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.